Minecraft. Nhưng hôm nay mình sẽ có 10 trái tim kim cương. Những trái tim kim cương này khiến mỗi khi mình chịu sát thương sẽ nhận được những điều thật bất ngờ. Có khi là may mắn, có khi là những cái bẫy xui xẻo. Không biết là mình có đủ may mắn để vượt qua những cái bẫy khó khăn và sở hữu một bộ trang bị siêu VIP không nữa. Chứ nếu không là nghĩ đi quánh rồng luôn đó. Hôm nay mình sẽ đem thêm vài củ cà rốt để cho con rồng ăn. Sau đó bỏ nó vô máy sinh tố để làm món nước ép rồng cà rốt. Như các bạn thấy á, mình đang có 10 trái tim kim cương ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có nghĩa là hên hoặc xui đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy chà. Wow, một cây rìu độ hả ta? Wow, nhìn ngầu dữ. Còn cho mình khả năng kháng cự không thời hạn. Chưa gì hết là thấy số đỏ như bộ đồ và mái tóc của mình rồi. Và sức tấn công tới tận 12. Cừu ơi, ta bảo cừu này, cừu ăn no cỏ, cừu đầu thai nha. Hủi cái gì mà hủi? Người ta đang nói chuyện với bếp cừu. Chà, wow, mạnh dữ. Để lần này xem có còn số đỏ không nha. Ấy cha. Ôi, wow, full bộ dụng cụ bằng kim cương. Ôi, một trái táo diamond có dấu chấm hỏi. Rồi dụ mình ăn trái táo này không biết có dụng ý gì đây. Nhưng tánh mình tham ăn không thể bỏ qua được. Nhâm 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 nhâm. Ôi trời đất cao. Trời ơi, dữ dàng. Wow, trời trời trời. Kêu Mina. Rồi xong, rồi xong, rồi xong. Nhanh chóng lụm lại đồ mới được. Ui, cái gì vậy? Vừa cho mình thêm cây súng hả? Wow, có đồ gì nữa nè. Ui, 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 chạy lẹ, chạy lẹ. Một cái quần gai một, mặc vô liền. Ui, một con skeleton hả ta? Mày nè. Wow, cây súng này xịn dữ. Còn cái gì trên đây? Ui, không hiểu, mình làm mất tiêu cây rìu hồi nãy rồi. Nhưng mà thôi, cho lại cây súng camera này cũng được. Wow, một con skeleton cưỡi dơi. Ảo thiệt. Ui, ui, sao không rớt đồ gì hết trơn vậy? Nghèo bị đặt ra dễ. Đứng lại, mày nè. Bay nè. Ui, thì ra đây là cái hố mà hồi nãy nó bẫy mình. Bị mất cây rìu mình tiếc thiệt á. Bây giờ phải cẩn thận hơn mới được. Ủa, alo. Đi theo anh chi vậy hai đứa? Anh có thịt bò ăn rồi. Không có ăn thịt heo đâu, tụi bay ở dơ lắm. Trời ơi trời, nó chạy y như ngựa vậy ta. Ok, chúng ta làm liều tiếp thôi. Chà. Ôi, cái gì vậy? Một cây kiếm kim cương lạ vậy ta? Đi ra chỗ người lớn làm công chuyện. Wow, nó dài hơn cây kiếm bình thường. Và khi cầm nó trong tay, mình sẽ có tốc độ chạy. And... wow, cũng nhanh dữ á. Tốc độ 6 lận mà. Ui, nhưng mà sát thương chỉ có 6 thôi, hơi cùi nha. Lại đói bụng nữa rồi. Ăn táo kim cương hên xui thôi. Ui, lại là thằng ông nội đó. Kêu Mina. Trời 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 trời. Nhìn không? Đi theo hoài bật ghê á. Phụ thì không phụ, cứ đi theo rồi xin chữ ký. Anh ký vô đầu mày nè. Anh ký vô đầu mày. Tiếp tục ăn táo. Ui, wow, mình có thêm 32 trái tim kim cương nữa. Ui, nhưng mà chỉ trong thời gian có hạn. Hết thèm. Tiếp tục ăn. Ui, rồi xong tôi luôn. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng tôi tìm thấy sức mạnh ở nội tại. Wow, nó mới cho một cây cúp phù phép. Hiệu suất 20. Rồi xong, rồi xong. Ráng bảo tồn tính mạng. Hồi nãy mình rớt xuống, nó cho mình nguyên một đống gì luôn vậy. Ui, ui, ui. Đàn là đe. Rồi mấy cái đồ hồi nãy đâu mất tiêu rồi. Mất hết rồi mấy bạn ơi. Hôm nay đúng là một ngày khó khăn vất vả của mình rồi. Nhưng mà không nhảy đời không nể. Chà. Ôi, một cái rương. Có gì trong đây? Wow. Để mình đi làm lâm tặc rồi chế tạo full bộ giáp kim cương mặc cho nó an toàn.
Nhìn mình đẹp trai chưa? Bình thường mình không có thích đội nón đâu, tại vì nó che mấy tóc in the kết của mình. Nhưng hôm nay phải đội thôi, chứ mình sợ chết lắm. Úi, lại thêm một cái rương nữa. Wow, cũng là kim cương với một cái rìu cùi bắp. Ấy cha. Ôi, lại cho thêm tim để mình kiếm thức ăn, ăn cho đầy nhiêu đây tim mới được. Nung lên, đợi nung xong chắc hết bả thời gian rồi. Cuộc sống sinh tồn này khó khăn thiệt. Được rồi, ăn thôi. Wow, đúng là được ăn uống và đi ị là hai thứ quan trọng và hạnh phúc nhất một đời người. Ăn no rồi, nhảy thôi. Úi úi úi, cũng hên mình di chuyển kịp. À, mà nó cho mình khối dung nham này cũng được, chỉ cần nhảy lên. Úi, một bé chó Diamond. Wow, đúng là chó ngoan của ta. Nó đi tới đâu quặng kim cương ở đó. Nhưng mà tiếc là kim cương mình không có thiếu. Thôi cứ đi theo anh và bảo vệ anh trước các thế lực thù địch nha chó. Đặt cái dung nham xuống đây rồi leo lên. Ui, lại cái thằng thanh niên đó. Quánh nó cho anh đi chó ơi. Ui ui ui, mày hả, mày hả, cắn nó con ơi, ăn vô cho đầy máu mới được. Ui, nguy hiểm quá đi. Chạy lẹ, chạy lẹ. Anh sợ mày quá cơ. Ui, thêm một thằng nữa. Đúng rồi, mày hả, dám quýnh hai anh em tao. Ui, một bác dân làng Diamond Village. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, chưa hết đi đâu ông nội. Ui, ai mà lấy áo kim cương đổi xì chỉ trời. Cà rốt là không có rồi nè. Còn cái khối gì đây, đổi cái gì đây. Thôi đi chỗ khác chơi. Ôi, cái này anh lỡ hơi con, chứ anh tốt bụng lắm. Rồi cái khối kim cương có cái nút này là gì? Chuẩn bị chạy nha con. Chà, ui. Rồi xong. Rồi xong. Đúng là cuộc sống nó không giống như cuộc đời. Mình nản quá mấy bạn ơi. Ui, nó cho mình 5 viên kim cương an ủi mình nè. Ui, cái gì nữa vậy? Tự nhiên mình cảm thấy sức mạnh nội tại của mình đâu hết trơn rồi. Mình nản quá đi thôi. Ui. Nani? Chà. Ôi, mình nhớ bình thường mình quan sọt nước cũng giỏi lắm mà ta. Ôi, cái gì vậy? Mấy thằng ông nội bớt bớt giùm cái. Ui, nhưng mà cái rương này được. Lời quyền biến mất, dụ tôi hả? Áo, quần, yeah. Còn cái rương bên đây, wow. Bảo vệ khỏi vụ nổ và bảo vệ khỏi lửa. Thôi, cái này ngon hơn. Ok, quýt lộn này tụi bay, anh cay lắm rồi đó. Chà. Wow, nhào vô. Úi, úi. Úi, một cục thịt Diamond. Ăn vô luôn coi sao. Wow. Oh my god, chiến luôn. Mày nè. Úi, úi. Wow, cái gì vậy? Rồi, 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 tôi không thấy gì hết bà con ơi. Úi, úi, úi. Nó giam mình trong đây. Wow, mình lại có thêm một cục thịt nữa. Úi. Bắn nè, bắn nè, bắn nè. Chà. Wow, wow. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Cái gì mà quá trời quá đất vậy? Nhìn hả? Nhìn không? Nhìn không? Ui. Hên thiệt. Wow. Kêu Mina chạy lẹ, chạy lẹ. Thằng zombie đội nón này đi theo làm cái gì? Trời ơi, nó trâu kìa bà con. Ui, mình lại được cho cây rìu. Yeah, và cây kiếm nữa. Một cái nón, một đôi giày, một viên kim cương Ender. Hãy quăng nó lên mặt đất để chi ta. Chà. Ui, được à nha. Ui, từ nãy giờ mới thấy một món vật phẩm có ích đó. Trời ơi trời, tàn đồ xịn. Cha 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 cha. Yeah, sàng lọc thôi. Wow, bảo vệ bốn. Nhưng có lời nguyền ràng buộc. Thôi để đây đi tính sao. Đôi giày này không khoái lắm. Ngọc thì được. Một cây cúp hiệu suất 5. Không còn gì để nói. Một cây kiếm sắc bén 3. Không ngon bằng cây rìu này rồi. Dục, bảo vệ 3, chậm hỏng sửa chữa. Thôi, dục. Cái quần này thì khỏi phải bàn nha. Mặc vô liền.
dụng. Mình đang phân vân không biết có nên sử dụng hai món đồ này không nữa. Thôi cứ để trong người rồi tính sao. Ok, chúng ta quay lại cái hiện trường hồi nãy xem như thế nào. Chứ mình có kịp nhìn chuyện gì xảy ra đâu. Wow, một cái rương toàn là kim cương với kim cương. Bên đây thì cũng y vậy. Ui, nguy hiểm thật sự luôn. Cũng may là mình tai qua nạn khỏi nhờ siêu cục thịt kim cương này. Còn đúng một cục để dành. Ui, giờ mới để ý một bình nước ngọt hên xui hả? Chơi luôn. Ui, cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra không ta? Làm thêm bình nữa. Ui, hình như mấy cái chai này chỉ uống cho giải khát thôi thì phải. Ok, tiếp tục chịu sát thương coi sao. Chà, ỏi, lại là một cây kiếm, không thèm. Chà, một cây cúp hiệu suất 20, đổi liền. Chà, một cái rương hả ta? Wow, tuy sắc bén có cao, nhưng vẫn không qua được cây rìu này của mình. Tiếp tục. Ui, lại là một bé chó. Mình nghĩ đã đến lúc mình tìm người hỗ trợ rồi. Chắc các bạn cũng biết đó là ai ha. Đó chính là anh Golem trong ngôi làng chứ còn ai nữa. Hello anh Golem ơi. Ui. Kimina, cái gì vậy? Trời ơi trời, mình không kịp nhìn gì hết. Anh Golem ơi, giúp em giải quyết mấy thằng skeleton đó đi anh. Đúng rồi, tụi bay tới công chuyện rồi. Mày hả mày, một hit là bay. Ui, cái gì vậy? Cái khối kim cương đó là sao mà anh lấy tay anh quên nó vậy anh Golem? À dạ em biết rồi. Anh nói tao thích thì tao quánh thôi. Ui, hình như một con heo đái ở mên. Đứng lại đó con heo kia. Mày nè. Ui, trời ơi, cái con heo xui xẻo. Thả mấy con này ra đây chi vậy? Trời ơi, trâu nữa chứ. Quất xa. Mày hả mày, cái con heo tròn này. Chết với ông này mày. Trời ơi trời, nó trâu vậy hả cà. Mấy ông nội này chạy lẹ nữa chứ. Quýnh hội đồng tao hả mày. Chết đi. Nhào vô. Chà, con heo này. Ui, ăn vô liền. Chà, liều liều. Bay thoải mái luôn. Không sợ đâu. Ui, trời ơi trời, nguy hiểm vậy. Một cái bẫy đầu tư dữ nha. Nhưng mình thoát được rồi. Lên đất liền lại thôi. Ủa, rồi còn khối kim cương này có mặt cười là sao ta? Để đập. Trời trời, có phải khối kim cương không vậy? Cúp hiệu suất 20 mà đào cả buổi trời nó không bể. Bác quăng ra đây tròn con đúng không bác dân làng? Để mình đứng gần anh Golem chịu sát thương cho nó lành. Có gì ra tay tương trợ liền nha anh trai. Ui, wow, cho mấy đồ linh tinh không vậy? Mấy cái này mình đâu có cần nữa đâu. Em tiếp nha anh Golem ơi. Ui, một bình thuốc vô liền. Ôi, mình bị tròn rồi. Bình thuốc này nó làm mình mất hết tất cả các hiệu ứng. Đúng là rượu bia không có lợi cho sức khỏe mà. Còn dư một bình cho anh nè. Uống đi anh Golem ơi. Tiếp tục. Ui, trời ơi trời, có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Trời ơi, xém nữa là đang sớt. Đúng là cuộc sống là những cú lừa mà. Ý, mình vừa nhận được thêm 16 kim cương Ender và kim cương Nether. Wow, wow. Để coi. Chà, ui. Được. Yeah. Đúng là những thứ mình đang cần. Và tiếp theo là kim cương Ender. Wow. Không có món nào ngon hết ta. Nùng mấy cái mảnh vỡ này lên liền. Và chúng ta đã có một phùi Netherite. Wow. Là một cái bàn rèn. Và nâng cấp cái quần hết nước chấm này liền. Yeah. Úi úi, bác dân làng ơi, đừng có nói chuyện với cái ông này. Ông này tên sang vậy thôi chứ ổng vàng lắm đó. Hồi nãy ổng thả cục kim cương ra tròn con là con biết ổng không phải người tốt rồi. Đi ra đi, làng này không có chứa chấp ông đâu. Làng tôi dân trí đủ đầy, biết thờ lục bát, ngày ngày đối ca. Mấy người không cùng đẳng cấp là không được vô làng. Đi ra. Mình có nên tiếp tục chơi trò mạo hiểm này để tìm thêm Netherite không ta? Liệu ăn nhiều thêm vài lần nữa ha? Ui, lại là ông nội này. Đổi bà cái gì đâu không ai mà biết. Đi ra đi, đừng có vô nhà người ta rồi ăn trộm cù đó nha. Mất con cù nào là ông tới công chuyện với tôi.
cha. Wow. Tuổi gì? Ui, một quả táo vàng enchant và một cái nón. Được, cái nón thì hơi cùi nha. Tiếp tục thôi nào. Ui, 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 Kumina. Toàn là bẫy. Hư nè. Wow. Ui, ui, cái khói biết đi. Wow. Ui, cái gì nữa vậy? Trời ơi. Đi xa. Wow, cái khói bị mất máu nữa nè. Trời ơi, nó đang tấn công mình. Ui, có một bé chó ra phụ. Chạy đi đâu vậy? Ui, ăn trái táo vô liền. Ui, lại thêm một cây bẫy. Thoát cây bẫy này gặp cây bẫy khác. Chạy thôi. Ui, trời ơi trời, ông nhảy xuống đây chi vậy ông? Lát chết cả lũ bây giờ. Ráng lết vô cái hàng này mới sống sót nổi. Trời ơi trời, cuộc sống đúng là những cú lừa. Hết kiếp nạn này rồi tới kiếp nạn khác. Tìm chỗ an toàn núp rồi. Ui, hình như một cục thịt. Đúng rồi, ăn vô liền. Yeah. Yeah. Đâu rồi, thằng nào quýt lộn nhào vô. Anh chấp hết. Đây một cục thịt nữa nè. Lụm vô liền. Rồi rồi, tao mà có thịt là tụi bay tới công chuyện luôn. Thằng nào chiến nhất vô đây. Chà chà. Wow. Ui, toàn dân chơi. Bắn cái gì? Ủa, còn thanh niên này đang tắm hả? Ui, máu mình được tăng lên quá trời luôn. Wow, một đống đổ nát. Sau lần chơi ngu vừa rồi, bây giờ mình quyết định á là sẽ chơi khùng thôi. Tiến hành nâng cấp và sàng lọc lại đồ đạc, sau đó lên đường đi địa ngục thôi. Quan trọng nhất á là làm thêm một cái khiên để tránh khỏi thêm bất kỳ sát thương nào nữa. Và chúng ta đã có thêm một phôi Netherite. Và tên 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 tên, đây là lý do từ nãy giờ mình không dám mặc nó đó. Tại vì mình chưa có nâng cấp. Còn giờ thì chà, đẹp trai. Cái mũ này ngon quá đội vô luôn. Nó muốn ràng buộc gì thì ràng buộc kệ. Còn đôi giày này tí nữa mình sẽ thay. Thu dọn hành lý và xin ít đồ ăn. Cũng không ít lắm ha. Yeah, một cái cổng địa ngục. Được. Wow. Wow, cấp hiệu suất 20 có khác. Được rồi, đi thôi. Wow, vừa xuống gặp dân chơi không ta? Nhưng hôm nay mình có đủ ngọc Ender rồi. Đâu cần tạo mối quan hệ với mấy anh heo chi ta. Dữ à. Muốn gì, không có kiếm chuyện à nha. Hư nè. Bắn hả? Ui! Nani? Wow! Mình thì không sợ mấy anh heo rồi đó. Chỉ sợ mấy cái thứ quỷ này thôi. Tốt nhất là nhanh chóng di chuyển qua gặp mấy anh quỷ lửa cho lành. Yeah! Đây rồi! Phải cẩn thận không để bị sát thương mới được. Chà! Chà! Phun nè! Phun nè! Wow! Đi ra! Đi ra! Ui! Lại là bẫy. Cũng may không sao. Đứng trong đây làm gì vậy? Cho xin cái que cuối coi. Yeah. Trước khi đi tìm nhà của con rồng, để coi mấy viên kim cương đẹp đẹp này cho cái gì không ha. Lại là quần áo. Mặc có hết đâu. Tết đi chơi có mấy ngày hà. Ui, có một số thứ mình cần à nha. Phôi Netherite nè, táo vàng phù phép nè, với một cái đôi giày đẹp, bỏ vô cho đủ bộ. Ok, tài sắc vẹn toàn rồi đó. Ui, không để ý, đeo vô rồi sao lấy ra mà nâng cấp. Trời ơi là trời, thật là vô nghĩa. Đi quánh rồng thôi. Wow. Nope. 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 Tầm này rồi mà còn cho mấy cái đồ này để làm chi ta? À, cho gửi ít rác nha. Tròn hao đây luôn rồi. Bay bay, bình tĩnh. Nóng giận mất khôn mà nha. Vô thư viện lấy thêm ít sợi chỉ. Là một cây cung. Ui. Quay làm gì? Thiếu một viên ta. Chà. Mặc dù được trang bị bộ đồ siêu VIP cùng với những thức ăn đẳng cấp như thế này, nhưng mình vẫn cảm thấy bất an sao sao á.
Út à, cẩn thận đừng để bị sát thương, chứ nếu không phiền phức lắm. Ui, vừa nói xong là phun nước miếng liền ha. Chà, ui. Chạy lẹ, ăn trái táo vàng phù phép vô liền. Trời ơi trời, nó đông kìa. Tránh ra cho anh quýnh rồng. Ngay lúc này mà có anh Golem phụ giúp thì còn gì bằng ha. Đi xa. Trời ơi, thêm mấy anh Enderman này muốn hội đồng nữa hả? Ê, tên cướp kia, nhào vô. Đi ra, ui rồi, không xong rồi đại dương ơi. Quýnh lẹ. Thích quýnh lộn á, mày hả mày hả mày. Tiếp tục ăn táo. Tránh ra cho anh quýnh rồng. Yeah, sơ hở cái là chuốt họa vào thân liền. Ui, một bé chó Diamond. Được, xuống chiến thôi. Wow, đứng đây chờ kèo nha chó. Yeah, con rồng xuống. Ăn cục thịt Diamond vô. Wow, đứng đây thủ thế liền. Mày nè, mày nè, mày nè. Ui, con chó mình nó đi bơi. Trời ơi là trời. Wow. Ui, hú hồn. Lên quánh lộn thôi. Tiếp tục ăn thịt. Và nhào vô. Mày nè đọc, mày hả mày. Mày nè. Chết đi. Chết đi đồng ơi. Ui, nữa. Xí hột. Rồi, quả tới rồi. Chuyên lẹ, nguy hiểm quá. Ăn cục thịt cuối cùng. Rồi tụi bay vô đây anh làm một lần luôn. Đúng rồi, chó cưng của anh. Đứa nào quýnh lộn nữa. Thấy mình ăn cục thịt vô rén nấp hết liền. Ui, dám hội đồng hả? Mấy con Enderman phiền phức thiệt. Nhưng tuổi gì với mình? Đây rồi. Bài gì cho mệt đúng không rồng? Con rồng sao bữa nay trâu vậy? Nani? Nữa. Chuyến đánh rồng ngày hôm nay bất ổn thật sự. Cũng may là còn giữ lại được cái mạng già này. Bò lên quýnh lộn tiếp thôi. Chờ xíu rồng ơi, vô liền vô liền. Ui, chỗ này banh chành rồi. Mày nè, mày nè, mày nè rồng ơi. Chết đi. Chết. Kha kha kha, từ nãy giờ tao nhịn mày hơi lâu rồi đó. Wow, vất vả thật sự. Chưa bao giờ mình sở hữu những trái tim phiền phức như ngày hôm nay. Nó hành mình muốn lú cái đầu luôn vậy đó. Các bạn nhớ đăng ký vì sự cố gắng này của mình nha. Mình về đây mình sợ quá rồi.